Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Hoa hậu Hờ Hèn Nhê đột ngột tuyên bố dừng đồng hành với Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Trong các fan đang rất mong chờ sự tái xuất của đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam thì Hờ Hèn Nhê đột ngột đưa ra thông báo. Mới đây trên trang cá nhân chính thức của mình, Hoa hậu Hờ Hèn Nhê bất ngờ đăng tải dòng thông báo về việc cô sẽ không tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Nghe đến đây, nhiều người sẽ đặt nghi vấn liệu Hờ Hèn Nhê có khúc mắc gì với ban tổ chức. Tuy nhiên, người đẹp ED cũng giải đáp luôn rằng lý do cô rút khỏi vị trí đồng hành cùng cuộc thi là vì vấn đề sức khỏe. Hờ Hèn Nhê viết, vì lý do sức khỏe nên thời gian tới, Hèn không thể đồng hành xuyên suốt với Miss Universe Việt Nam 2019. Xin mọi người thông cảm nhé, sẽ về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 sau 2 năm đương nhiệm, Hờ Hèn Nhê đã để lại hình ảnh tuyệt đẹp và sự thiện cảm trong lòng công chúng. Dù xuất hiện ở bất cứ đâu, người đẹp Tây Nguyên cũng được chào đón và nhận được tình cảm yêu mến từ quý khán giả. Bên cạnh đó, hình ảnh trong phong cách thời trang của Hờ Hèn Nhê cũng được đánh giá là nâng tầm lên khá nhiều so với lúc mới đăng quang. Dù cá tính và sang chảnh hơn, tuy nhiên cô vẫn giữ nét gần gũi, thân thiện và giản dị lúc cần. Với những thành tích chiến đấu trên chiến trường quốc tế, cùng với sự cống hiến của 2 năm qua, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam cũng đã tuyên bố rằng Hờ Hèn Nhê sẽ được giữ lại vương miện đang nhận và tân Hoa hậu năm nay sẽ có vương miện khác thay thế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.